ngay tuyệt chiêu này liền nè. Chỉ mất 1 phút là bạn có bí kíp chụp ảnh dáng ngồi đẹp nhất cái nách. Đừng chụp khi nóc nhà đang ngồi như vậy nha anh em. Chê chữ ê kéo dài nha. Chụp gì mà xấu dữ vậy trời. Thấy cái ghế sofa thì đừng đứng sofa mà chụp. Cách xa quá sẽ khiến chủ thể trông rất lạc lõng. Khi chụp á, chủ thể ngồi trên ghế thì bạn không nên chụp chính diện. Hãy lái ống kính nghiêng sang một bên, hướng về góc khoảng 30 độ nha. Nhẹ nhàng áp dụng ngay bố cục tỷ lệ 1:3. Cái này mới hay nè. Các bạn có muốn chụp cho chân dài miên man không? Đừng có ngồi sát cái ghế. Lùn 1 phút rồi kìa. Chỉ cần xích ra, nghiêng mình, bắt chéo chân và hướng về camera. Thấy chưa? Thấy sự khác biệt hoàn toàn chưa? Ảnh này như vừa đi kéo chân về. Chú ý, điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Nhớ thẳng lưng, nhớ hãy thẳng lưng và nhớ hãy thẳng lưng thì mới có ảnh đẹp nha các chị em. Khi đã có góc đẹp, chỉ cần thay đổi dáng tay một xíu là có ngay một tấm ảnh khác. Người chụp có tâm sẽ luôn thay đổi các tiêu cự khác nhau nha. Bật ống kính tele lên, kết quả là có ngay tấm ảnh khoe trọn khuôn mặt tiểu thư đại cát. Các chị em á muốn tự nhiên á thì cứ lo chỉnh trang phục đi. Cái người chụp có tâm á thì sẽ chụp như không diễn. Mỗi người quá thì đổi xương xương dán chân, qua trái qua phải nè, cho bạn nữ nhìn thẳng ống kính. Quá đẹp em ơi. Tay chống cầm đơn giản thế này thôi cũng đủ sang chảnh chết người rồi. Đây là một trong rất nhiều kỹ thuật được chia sẻ trong khóa học quay chụp bằng điện thoại online và offline của Sam.